Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mộng Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt váy đắp xếp ly chữ A. Mình có các số đo như sau: dài váy 50cm, vòng lưng 70, vòng mông 90. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế. Đầu tiên thì các bạn sẽ kỹ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là dài váy, thì dài váy sẽ bằng số đo là bằng 50cm. Mình đặt điểm này là điểm B và sau đó mình kỹ một đường vuông góc. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là hà mông, thì hà mông sẽ bằng 18cm. Và mình đặt điểm này là điểm C, sau đó mình kỹ một đường vuông góc. Tiếp theo, từ điểm A mình sẽ lấy qua là ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 4 và cộng thêm cho 2.5cm. Thì vòng eo của mình là 70 chia 4 thì được là 17.5 và cộng thêm cho 2.5cm thì chúng ta được là 20cm. Mình đặt điểm này là điểm A1. Từ điểm C mình sẽ lấy qua là ngang mông. Ngang mông thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng thêm cho 0.5cm cứ động. Thì vòng mông của mình là 90 chia 4 được 22.5 và cộng 0.5 nữa thì chúng ta được là 23. Mình đặt điểm này là điểm C1. Từ điểm B mình sẽ tính qua là ngang lai, thì ngang lai sẽ bằng ngang mông cộng thêm cho 5cm. Ngang mông của mình là 23 cộng 5 thêm nữa thì chúng ta được là 28cm. Sau đó thì mình nối các điểm A1, C1 và B1 lại với nhau. Đoạn này chúng ta sẽ đánh cong so với đường thẳng là 0.3cm cho cái đường sườn nó tròn lại. Từ điểm A1 mình sẽ lấy lên là 0.7cm. Mình đặt điểm như là điểm A2. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là 1cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ lại vòng lưng, bắt đầu từ điểm A cho đến điểm A2. Từ điểm B1 mình sẽ giảm sườn lên là 1cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ lại vòng lai tới cái điểm 1cm đó. Đoạn thẳng AA1 chúng ta sẽ chia ra hai phần bằng nhau. Mình sẽ kỹ một đường thẳng vuông góc với vòng lưng. Sau đó thì từ ở trên điểm trên cùng mình sẽ lấy xuống là 13cm, là dài đuôi bên. Và mình lấy qua mỗi bên là 1cm. Sau đó thì mình vẽ nối lại. Và mình vẽ đá đuôi cá lên một xíu. Mình sẽ vẽ đá đuôi cá lên một chút để mà khi mình chích lên lại thì nó không bị thiếu, nó không bị gãy lưng. Thân sau nhân 1. Cái đường thẳng AB là vải gập đôi. Từ đường vòng lưng mình sẽ lấy xuống là 4.5cm, là to bằng lưng. Thì phần này là lưng rời, mình sẽ vẽ lại cái đường này và mình cắt bỏ phần lưng này đi và mình sẽ thiết kế một cái lưng rời khác. Chỗ này mình sẽ vẽ nhô lên một chút. Và bây giờ mình sẽ cắt cái thân sau này ra. Mình sẽ cắt bỏ phần lưng này đi. Mình sẽ cho thêm đường may. Lưng là 1cm, sườn 1.5cm và lai thì 3cm. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế thân trước. Đầu tiên mình sẽ kỹ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Và mình đặt điểm này là điểm A. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là dài váy, thì dài váy sẽ bằng số đo của mình là 50cm. Mình đặt điểm này là điểm B và sau đó mình kỹ một đường ngang vuông góc. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là hạ mông, thì sẽ bằng 18cm. Mình đặt điểm này là điểm D, sau đó mình kỹ qua một đường vuông góc. Tiếp theo mình sẽ tính qua là ngang eo. Ngang eo sẽ bằng vòng eo chia cho 4 và cộng thêm cho 2.5cm. Thì vòng eo của mình là 70 chia 4 thì được 17.5 và cộng thêm cho 2.5 nữa thì chúng ta được là 20cm. Và mình đặt điểm này là điểm A1.
Từ điểm D mình sẽ tính ra là ngang mông. Thì ngang mông sẽ bằng vòng mông chia cho 4 và cộng thêm cho 0.5 cm. Vòng mông của mình là 90 chia 4 thì được là 22.5 và cộng thêm cho 0.5 nữa thì chúng ta được là 23 cm. Mình đặt điểm này là điểm D1. Từ điểm B mình tính ra là ngang lai. Thì ngang lai sẽ bằng cho ngang mông cộng thêm cho 5 cm. Ngang mông của mình là 23 cộng 5 nữa thì chúng ta được là 28 cm. Mình đặt điểm này là điểm B1. Sau đó thì mình nối A1, D1 và B1 lại với nhau. Thì đoạn này mình sẽ đánh cong lại một chút. Mình sẽ vẽ đường sườn cho nó tròn lại một chút. Từ điểm A mình sẽ giảm xuống là 1 cm. Và điểm A1 mình lấy lên là 0.7 cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ lại vòng lưng từ điểm A cho đến điểm. Và đoạn thẳng AA1 mình sẽ chia ra 2 phần, sau đó mình sẽ vẽ một đường vuông góc với vòng lưng. Và từ điểm trên cùng mình sẽ lấy xuống là 13 cm. Và mình lấy qua mỗi bên là 1 cm. Từ điểm B1 mình sẽ giảm sườn là 1 cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ lại vòng lai. Từ đường vòng lưng chúng ta sẽ lấy xuống là 4.5 cm, là to bản lưng. Thì cái to bản lưng này mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ cắt một cái lưng rời khác. Mình vẽ nhô chỗ ben lên một chút để khi chích ben vào mình không bị gãy cái lưng. Và bây giờ mình sẽ cắt cái thân trước này ra. Thì đường chính giữa sẽ là vái gặp đôi. Lưng là mình cho đường mây là 1 cm, sườn 1.5 cm, lai 3 cm, thân trước nhân 1. Bây giờ mình sẽ thiết kế phần lưng. Lưng thì mình sẽ kẻ một đường thẳng ngang và một đường thẳng dọc. Sau đó thì mình lấy từ điểm này qua là theo công thức là vòng lưng chia cho 4. Thì vòng lưng của mình là 70 chia 4 thì được 17.5. Sau đó thì mình lấy xuống 2 cm. Và mình vẽ lại vòng lưng. Vòng lưng này là vòng lưng trên. Từ đường vòng lưng trên mình sẽ lấy xuống là 4.5 cm, là to bản lưng. Này là lưng trước nhân 2. Vị trí này gặp đôi. Và đường mây ba cạnh còn lại là 1 cm. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế lưng sau. Thì tương tự mình còn kiếm một đường thẳng dọc và đường thẳng ngang. Sau đó thì mình lấy qua là ngang lưng sẽ bằng vòng lưng chia cho 4 thì cũng là bằng 17.5. Và mình lấy xuống là 1.5 cm. Sau đó thì mình vẽ lại vòng lưng. Và mình cũng làm tương tự giống như là lưng trước. Lưng sau nhân 2 và đường mây các cạnh còn lại là 1 cm. Cạnh chính giữa sẽ là gặp đôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế miếng đép trước. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ lại thân trước. Thì thân trước mình sẽ vẽ một nửa và vẽ thêm một phần của cái bên thân trước còn lại. Trong quá trình mà các bạn xem video thì những lượt like và những lời bình luận mà các bạn để lại trên kênh của mình là những đóng góp hết sức quý giá của các bạn và là động lực để mình ra nhiều video hay và chất lượng hơn.
từ cái đường chính giữa mình sẽ lấy ra là 11 xăng. Ở dưới line này mình cũng lấy ra 11 xăng, sau đó thì mình nối hai cái điểm đi lại. Mình lấy dấu vị trí bend luôn. Từ điểm trên lưng mình sẽ lấy xuống là 4.5 xăng. Sau đó thì mình nối điểm 4.5 xăng đến cái điểm đầu sườn. Và mình sẽ vỉ cong cái vòng lưng của miếng đắp so với đường thẳng là 1 xăng. Từ ngồi mình sẽ lấy vào là 2 xăng. Ở dưới lai mình lấy vào là 3 xăng. Sau đó thì mình nối hai điểm ấy lại. Mình lấy trên lấy 2 xăng, dưới lấy 3 xăng. Và mình nối lại. Mình sẽ vẽ thêm tất cả là 4 đường như vậy. Để khi mà mình gặp lại thì mỗi đường 2 xăng. Mình sẽ vẽ 4 đường như vậy và khi mình gặp lại thì sẽ còn lại là 2 ly. Và thân trước phải nhân 1. Đường mây lưng 1 xăng, sườn 1.5 xăng. Lai 3 xăng. Và phía này thì các bạn sẽ chừa là 5 xăng để mình gặp vào bên trong nó không bị lê.